Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ Sáu ngày 23 tháng 2 năm 2024, từ thành phố Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam. Quý khán thính giả biết sáng mai ngày 24 tháng 2 là đúng 2 năm Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào trong Ukraine. Thì bây giờ tình hình Ukraine như thế nào rồi? Chúng ta thấy trong tuần trước, Nga đã chiếm được một thị trấn rất là quan trọng, thị trấn chiến lược y như là 30 thuộc là cái sườn của Việt Nam Cộng Hòa vậy đó. Đó là thị trấn Avdiivka. Thị trấn này trước đây có khoảng chừng 30 mấy ngàn dân, nhưng bây giờ đó, nó đã nằm trong tầm tay kiểm soát của nước Nga hết rồi. Nga đã thượng cờ Nga ở nơi đó. Sau khi mà Nga có chiến thắng vang dội ở tại Avdiivka đó, thì Tây Phương lo ngại, nghĩ rằng là những gì mình đầu tư vào trong Ukraine thì coi chừng mình mất trắng tay. Ở bên Mỹ thì thượng nghị sĩ Chuck Schumer thuộc đảng Dân Chủ, khối đa số của Thượng viện đó, thì làm áp lực lên trên Hạ viện, nói rằng là nếu mà không giúp đỡ cho Ukraine ngay bây giờ đó, thì coi chừng chúng ta bị mất tất cả. Nhưng mà Chủ tịch Hạ viện là ông Mike Johnson, ông nói rằng không thể nào mà chi 60 mấy tỷ cho Ukraine khi mà Ukraine là một cái ổ tham nhũng. Không chịu được là vì các đảng viên khác ở trong cái nhóm MAGA, tức là Make America Great Again, như ông Matt Gaetz không đồng ý. Họ nhất định nếu mà ông Mike Johnson mà biểu quyết cái dự luật chi mấy chục tỷ cho Ukraine như vậy đó, thì họ sẽ gần giống như kỳ vừa rồi là đưa ông Mike Johnson ra để mà trút phế, thì ông đâu có giải, ông giải. Còn ở bên châu Âu thì sao? Châu Âu thì họ không có hài lòng. Chút nữa tôi sẽ nói về một số vấn đề, dầu rằng châu Âu đã thông qua 50 tỷ euro hứa lại viện trợ cho Ukraine từ năm 2024 tới năm 2027, nhưng mà châu Âu có nhiều sự bất mãn lắm. Bây giờ đã nói đến nội bộ của Ukraine chút xíu. Nội bộ Ukraine thì tướng Oleksandr Zhirsky thay thế cho đại tướng Valery Zaluzhny để mà làm tổng tư lệnh, thì nhiều người nói rằng ông giàu rằng có lòng, nhưng ông không có phải là một cái rương cột sắt giống như là đại tướng Valery Zaluzhny. Nên chúng ta mới thấy rằng là tinh thần chiến đấu của binh sĩ Ukraine không có vững vàng. Họ mất tinh thần nhiều lắm, cho nên sau khi mà Avdiivka thất thủ đó, dầu rằng họ cố rút lại để mà quy hoạch vững vàng ở tại, họ nói là ở khu vực Zaporizhia, là ở phía nam một chút xíu, là ở tại thị trấn Robotin. Thì trong hai ngày qua, quân đội Nga tiến nhanh như vũ bão, chiếm lấy cái vùng xung quanh Avdiivka, rồi trước đây có chiếm được cả Mariinka này, rồi chiếm luôn cả Bakhmut. Thì theo báo Military Summary nói rằng là với tình hình này thì chắc không còn bao lâu nữa những nơi đây sẽ thất thủ nè. Robotin nè, Novomikhailivka nè, Sinkivka nè, Ivanitsa, rồi Krychivka nè, Avdiivka nè, Terni nè, Yampolivka nè, Bilohorivka và nhiều cái nơi định cư khác nữa. Trong khi đó thì Nga đã tới sát tả ngạn sông Dnipro rồi. Và bây giờ là Nga kiểm soát tả ngạn sông Dnipro. Rồi cái con cầu mà cái con cầu có tính cách chiến thuật thì Nga cũng kiểm soát luôn. Theo báo Toby Ayodele đó, thì Nga đã tấn công đến làng Severnoy và quân đội Ukraine đã buộc phải rút lui. Và ở tại cái con cầu, họ nói là cái con cầu Krinky, là một đầu cầu của Ukraine ở vùng tả ngạn sông Dnipro đó. Thì hiện nay Nga tới, Nga chiếm lấy con cầu này rồi. Nga kiểm soát cả cái vùng tả ngạn sông Dnipro. Vậy thì
Đúng 2 năm mà Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào trong Ukraine, thì Nga bây giờ sức mạnh quân sự phải nói rằng là tiến công như vũ bão, làm cho tinh thần binh sĩ của Ukraine mất hết hồn y như thời kỳ đầu, khi mà Nga tiến quân thẳng sát tới biên giới thủ đô Kiev. Và với tình hình này thì nhiều người cho rằng là Nga có thể y như thời kỳ đầu, cách đây khoảng chừng gần 2 năm, Nga có thể tiến tới sát thủ đô Kiev nữa, lại một lần nữa. Đó là tình hình về vấn đề quân sự ở tại Ukraine. Còn tình hình về vấn đề mà đối ngoại, như hồi nãy tôi nói là về vấn đề Liên Âu, thì Liên Âu không có hài lòng với Ukraine. Lý do đó là các nông phẩm của Ukraine đi qua bên châu Âu, từ bên Hy Lạp, Tây Ban Nha cho đến Bồ Đào Nha v.v. Thì cái giá mà Ukraine đi qua bên đó không có phải đóng thuế nhé, thì nó rẻ hơn giá của địa phương. Vì vậy nên là các nông dân ở khắp các nước đó, như là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Pháp rồi gì đó, họ trong mấy ngày qua biểu tình. Biểu tình họ nói rằng là chứ không thể chấp nhận được một quốc gia ngoài châu Âu, vì Ukraine chưa có vô châu Âu mà, ngoài châu Âu, ngoài Liên Âu á, mà để cho nông phẩm như vậy tràn ngập, phá hoại thị trường nông phẩm của họ, họ không chịu. Có những người khi đi biểu tình, họ còn cầm lá cờ của Nga, nói rằng họ ủng hộ Nga chứ không ủng hộ Ukraine nữa. Và điều đó đã xảy ra ở tại Ba Lan. Ba Lan thì người dân họ biểu tình trong những ngày qua một cách rầm rộ, nhất là sát biên giới. Có người còn cầm luôn cả lá cờ của Nga và bây giờ bảo tuyên bố là Ukraine là một người vô ơn, không thể nào tiếp tục giúp đỡ cho Ukraine nữa. Chính điều này làm cho Tổng thống Volodymyr Zelensky cảm thấy nhột nhạt vô cùng, ông nhột lắm. Thế hôm qua đó là ngày thứ Sáu 22 tháng 2 đó, ông tuyên bố đó, tôi xin mời tân thủ tướng Donald Tusk của Ba Lan hãy cùng với tôi tới ngay tại biên giới vào ngày 24 tháng 2, ngày mà Nga xâm lược nước Ukraine, để chúng ta có một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Nơi đây là chúng ta để xem thấy là cái cảnh như thế nào. Chứ tôi không có hài lòng với những cái cảnh mà biểu tình chống nông phẩm của Ukraine như thế. Tôi xin mời tân thủ tướng Donald Tusk của Ba Lan hãy đến nơi đây, đến biên giới nơi chúng ta nơi đây sẽ gặp mặt nhau, để làm sao để cho người dân Ba Lan phải bớt hiểu lầm về Ukraine. Quá nhiều hiểu lầm rồi. Nhưng mà những người dân Ba Lan họ nói chúng tôi đâu có hiểu lầm gì về ông, khi mà ông đã tuyên bố tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm ngoái đó, ông nói rằng là những người này người nọ đó ám chỉ nước Ba Lan là coi thường nước Ukraine, rồi là kích động này nọ. Trong khi đó thực tế là giữa Ba Lan và Ukraine còn có một số vấn đề cần phải giải quyết, thì ông lại khinh miệt người dân Ba Lan. Ông coi thường chính phủ Ba Lan đến độ mà cựu thủ tướng đã từng tuyên bố là Ba Lan không thể nào chấp nhận cái cảnh sỉ nhục của ông Zelensky được. Ông sỉ nhục chúng tôi mà. Ông đâu có biết ơn. Ông làm y như chúng tôi phải có trách nhiệm lên trên Ukraine hoàn toàn. Đương nhiên chúng tôi hỗ trợ nước Ukraine, nhưng không có nghĩa là ông sỉ nhục chúng tôi như thế. Chả có gì hiểu lầm hết á. Nên chúng ta thấy có những người dân Ba Lan họ cầm cờ Nga, họ ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin sau 2 năm. Nhớ nha, sau 2 năm, sau gần 2 năm, ngày mai đúng 2 năm. Lúc đầu thì người dân Ba Lan là chống đối Tổng thống Vladimir Putin và cho rằng cái cuộc chiến quân sự đặc biệt vào trong Ukraine là một sự xâm lược. Nhưng sau gần 2 năm, thì có một số người đã ý thức nói rằng là chúng tôi ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin và nước Nga. Chúng tôi thấy rằng cái ông Zelensky và cái nước Ukraine này rất là vô ơn. Họ vô ơn như vậy cho nên họ cần phải có một bài học từ bên phía của nước Nga là đúng thôi. Đó là câu chuyện đang xảy ra ở tại Liên Âu. Không phải chỉ nước Ba Lan
biểu tình không phải chỉ một nước Ba Lan mà khắp cả Liên Âu, từ Ba Lan cho đến Đức, cho đến Pháp, cho đến Tây Ban Nha, cho đến Bồ Đào Nha, cho đến Hy Lạp, liên tục ngày nào cũng như ngày nào, rất đông đảo người dân, nhất là các nông dân, họ ra họ biểu tình. Họ nói là Ukraine phá giá nông phẩm của họ, phá giá, họ không chịu được. Họ nói là muốn giúp đỡ Ukraine cũng không giúp nổi nữa. Bây giờ đó, làm cho vấn đề kinh tế của họ bị xáo trộn, thì Ukraine không còn xứng đáng để được viện trợ. Dầu rằng Hội đồng Liên Âu, các người lãnh đạo, các chính khách đã đồng ý là 4 năm tới giúp đỡ cho Ukraine với số tiền viện trợ là 50 tỷ euro, tức là khoảng chừng 54 tỷ Mỹ Kim đó. Nhưng mà đó, số tiền đó mà không lấy được tiền thuế của dân thì lấy đâu mà viện trợ cho Ukraine, khi mà lòng dân họ bất mãn như thế. Chắc khán thính giả của tôi cũng còn nhớ, hồi xưa Tôn Tử có câu là tiên vi công tâm, hạ vi công thành. Trước khi mà thắng được cái gì đó, đầu tiên là vẫn là công tâm. Bây giờ lòng dân của Liên Âu họ bất mãn với Ukraine như thế đó, thì làm sao mà Ukraine có thể chịu được? Ukraine dựa vào nước Mỹ, dựa vào Liên Âu, vậy mà nó còn làm mất lòng Liên Âu. Và bên nước Mỹ, như tôi nói rồi, các chính khách ở Hạ viện họ cho rằng Ukraine là cái ổ tham nhũng, chịu không nổi. Còn ở trong nội bộ của họ đó thì chúng ta đã thấy rồi, người dân đó đâu có hài lòng với việc mà bổ nhiệm Thượng tướng Oleksandr Syrsky thay thế cho Đại tướng Valery Zaluzhny làm Tổng tư lệnh. Tổng tư lệnh Zaluzhny còn có uy tín về chính trị, về vấn đề quân sự hơn cả Tổng thống Zelensky rất nhiều, nên họ xem thường Tổng thống Zelensky lắm. Họ cho rằng Tổng thống Zelensky là một con người bất nhất, chả hiểu gì về chiến lược và chiến thuật. Nên tình hình bây giờ đó, chúng ta thấy quân đội thì sa sút tinh thần, viện trợ thì không có. Người nước ngoài như Liên Âu, người dân họ phản đối. Tổng thống Zelensky mời Thủ tướng của Ba Lan là ông Donald Tusk tới biên giới, thì ông nói để xem đó, ngày mai có tới hay không tôi không biết, nhưng mà để xem đó. Chưa chắc Thủ tướng của Ba Lan là ông Donald Tusk tới biên giới để mà nói chuyện với ông Zelensky đâu. Là tại vì các chính khách đó, họ biết rằng tới nơi đây mà gặp ông Zelensky thì bất lòng những nông dân Ba Lan, chả có gì hiểu lầm hết đó. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả. Góc nhìn của tôi thì tôi cho rằng sau gần 2 năm thì nước Nga dần dần đã làm cho thế giới thấy được chính nghĩa của nước Nga. Qua những câu chuyện như là các cuộc phỏng vấn với ông Tucker Carlson, thì Tổng thống Vladimir Putin đã nói lên được chính nghĩa của nước Nga, và nhiều người bây giờ sáng mắt ra. Dầu rằng truyền thông và các chính khách của Tây Phương cũng như của Mỹ là cho rằng là ông Tucker Carlson là một con cừu non. Nhưng mà quý khán giả hãy nhớ nha, ông Tucker Carlson là một bình luận gia sắc bén của đài Fox trước đây đó, chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà tôi đã nói rồi, cây ngay không sợ chết đứng, những gì mà sắc bén như là của Tổng thống Putin đó, thì cỡ giống như ông Tucker Carlson đó, tới đó là ngọng lưỡi liền. Như trước đây vào tháng 6 năm 2021, phóng viên của đài NBC là ông Kerry Simmons cũng tưởng rằng mình sẽ tới mà chất vấn này nọ, nhưng tới chỉ sau 15 phút là ngọng lưỡi hết. Rồi còn phải ngồi mà nghe cái bài giảng về lịch sử nữa. Các sự kiện thì những người đó không có làm gì được, mà chính nghĩa, cái điều mà người ta muốn hiểu là tại sao mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào trong Ukraine. Chúng ta là những người nghe chương trình thường xuyên hiểu rồi, nhưng mà Mỹ và Tây Phương, những người dân thường chưa có hiểu, thì đây là dịp mà họ hiểu. Và chính vì như vậy cho nên chúng ta thấy là ở tại châu Âu vừa rồi đó, có một số người đó họ cầm bảng, họ ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc biểu tình đó. Những người đó là ở Ba Lan nè, những người đó là ở Đức nè, những người đó là ở, đặc biệt ở Tây Ban Nha nè.
Cái điều này làm cho Tổng thống Zelensky ê mặt lắm. Ông đã nói rồi, ông không chịu được khi mà thấy cảnh người nông dân biểu tình cầm cờ nước Nga, ủng hộ nước Nga. Ông chịu không thấu. Đó là bài học cho một anh Tổng thống hề chỉ biết làm tay sai cho ngoại bang mà không hiểu gì hết về vấn đề tự lực cánh sinh, phải đứng lên trên hai chân của mình, phải hiểu mình là một nước nhỏ cạnh một nước lớn, thì mình phải biết cái chiến thuật, chiến lược khéo léo về vấn đề chính trị, kỹ thuật cùng chung sống với một nước lớn. Mà nước lớn đây không phải là một nước hận thù như vậy, mà lại là anh em. Trong lịch sử là anh em sát cạnh với nhau cả 1.500 năm rồi. Ukraine và nước Nga là một với nhau nhiều vấn đề, nhiều thời gian. Thì có những lúc gọi là có thể có những cái sự trục trặc chút xíu, nhưng mà đó là anh em. Thì một nước như là Ukraine phải có một kỹ thuật cùng chung sống với nước Nga thì đúng hơn, hơn là trở thành tay sai cho Mỹ, tay sai cho NATO, đòi dùng Ukraine làm tiền phương để nhắm ngó vào nước Nga. Thì đó chính là sự khiêu khích của Ukraine, chính là sự khiêu khích của ông Zelensky. Thì ông bị vả vào mặt là phải thôi, Ukraine bị Nga vả vào mặt là phải thôi. Hãy nhớ đó, khi mà Liên Xô thời kỳ của Tổng bí thư Khrushchev chỉ có đưa có vài đầu đạn tới bên Cuba thôi, thì nước Mỹ thời kỳ đó là Tổng thống John F. Kennedy đã làm rầm lên và nói rằng để tam thế chiến chúng ta sử dụng vũ khí hạt nhân tới nơi đây rồi, làm áp lực lên, nói rằng đây là nguy hại đến an ninh quốc gia. Liên Xô đã dùng Cuba nhắm ngó vào đất nước nước Mỹ thì chúng ta phải làm liền. Thì bây giờ đó, Ukraine chấp nhận để cho Mỹ đưa đầu đạn tới Ukraine nhắm ngó vào nước Nga thì đương nhiên Nga phải phản ứng thôi. Đó chính là một sự khiêu khích. Trong thực tế đó, các báo chí nói là Nga đánh Ukraine không có sự khiêu khích, nhưng rõ ràng là Tổng thống Zelensky là người khiêu khích nước Nga trước. Hãy nhớ vào tháng 9 năm 2021, Tổng thống Zelensky tới biên giới đó, ngồi nơi đó còn kêu: ông Tổng thống Vladimir Putin ơi, ông tới nơi đây ông có ngồi nói chuyện với tôi. Tổng thống Vladimir Zelensky làm y như là nước Ukraine là nước lớn, muốn dạy dỗ Nga cái này cái nọ. Cho nên Tổng thống Vladimir Putin biết rằng ông không phải là đối thủ nên mới gửi thư 8 điểm tới tòa nhà Trắng Mỹ cơ. Tại vì đó mới là đối thủ thực sự. Báo cho biết trước à, chớ có mày, chúng tôi không khéo là nước Nga sẽ mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào trong Ukraine. Đừng để cho Ukraine làm như thế. Nhưng mà nghĩ Mỹ tẳng lờ. Cuối cùng ngày 24 tháng 2 năm 2022, ngày mai là kỷ niệm đúng 2 năm đó, Nga đã mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào trong Ukraine. Và vào ngày mai thì chúng ta sẽ xem thử thủ tướng của Ba Lan có tới biên giới hay không để mà gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky, chúng ta sẽ biết rõ hơn. Và nhiều vấn đề sẽ được các cơ quan truyền thông báo chí khắp nơi trên thế giới sẽ nói rõ về 2 năm rồi, cuộc chiến 2 năm rồi. Đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.